Rồi xin chào các bạn, mình là Quỳnh Thân. Thì hôm nay nhân tiện mấy anh em đang chuẩn bị giao cái chiếc xe Fuyết này, thì Thân cũng tranh thủ thời gian đưa cái này là clip review nhanh nha các bạn. Tại vì do cái này công việc cũng nhiều quá nên thành ra là Thân phải tranh thủ như thế này. Chứ đúng lý ra là Thân sẽ làm những cái clip riêng biệt để cho anh em có thể xem chi tiết hơn. Rồi Thân làm một cái clip này chỉ ngắn thôi, chủ yếu là để cập nhật và giới thiệu giá xe, review nhẹ nhàng những cái chiếc xe mà Thân mới vừa dọn xong. Rồi mời bạn cameraman đi di chuyển lại gần để cho anh em xem dễ hơn ha. Đầu tiên thì là chiếc xe Fu 2 này là Thân dọn full new nha các bạn ha. Dọn từ trong ra ngoài ha, đồ hãng xé bịch 100%. Áo này là áo quay thái luôn nha các bạn. Con xe này thì hiện tại Thân đang bán giá là 50 nha. Bao gồm một số món điểm nhắn đồ chơi thôi, nhưng mà đồ chơi là ở đây là đồ chơi hiệu nha các bạn. Đầu tiên là bộ áo quay thái xé bịch ha, đồng hồ điện tử, chó đèn quay y. Phía dưới là dàn chân là Thân có đi cho nó là một cặp dành Excel, cam Nova kết hợp với đĩa TQ6, một con heo 81 với dây dầu bấm mơ nha các bạn. Phía trên này là tay Rambo. Tay này là tay GCS 15 cọt xa cọt ta nha anh em ha. Tay này cũng là tay xịn 100% luôn ha. Vỏ thì Thân đi trang bị cho nó là bộ vỏ Michelin nha anh em. Michelin Citigo nha các bạn, gai Citigo. Ốc vô lăng mâm lửa Take. Phục sau thì Thân đang phối là phục Take nha các bạn. Con xe này thì nói chung là full đồ hiệu rồi ha. Đặc biệt nha, đồng hồ là đồng hồ điện tử nha các bạn. Đây nè, mời các bạn cùng xem đồng hồ điện tử Thân thay mới luôn nha anh em. Dây điện sườn và mắt độc là Thân làm hoàn toàn là mới hết. Đây, Thân bật đồng hồ cho anh em mình cùng xem ha. Đây, chi tiết đồng hồ điện tử là Thân lên là 100% giống như quay y thái luôn nha anh em. Nếu như các bạn có dọn xe này thì anh em cũng biết cái chi phí để cho mình phục dựng một con xe Fu 2 lên xe thùng là như thế nào ha. Thân báo giá là đó, đây là báo giá rất là tự tin về cái phần dọn. Máy thì Thân đi nồi ghim 125. Bình xăng thì Thân sử dụng là bình xăng Nova nha anh em. Đó. Bình này thì anh em muốn chỉnh ga điện thì chỉnh nha. Còn Thân thì Thân đi ga thủ công thôi ha. Ga điện ở đây là có nghĩa là anh em chỉ cần chỉnh bật lên thôi ha, dặn ga lên nó sẽ nổ máy. Còn này là Thân đang đi thủ công thôi. Bạn nào về muốn chơi thêm, nâng cấp thêm thì có thể lấy ý tưởng này nâng cấp tiếp nha. Một mức giá trung bình cho một chiếc xe Fu 2 full option ha anh em. Còn giá trị ở đây thì những anh em đã từng dọn xe và chơi xe Fu 2 thì anh em cũng biết được ha. 50 triệu không đủ tiền dọn đâu. Ở đây Thân xin nói không phải là gì, tự tin một chuyện. Fu 2 con xe này Thân cũng mua được là vì lý do là chiếc xe đã full option sẵn rồi nên có giá này nha anh em. Chứ còn nói mà cầm 50 triệu mà nếu mà được cái dàn đồ Fu 2 như thế này dưới cục máy nồi The Dream 125 là chắc không nổi đâu anh em. Full cục máy là Thân đã làm gần 20 triệu rồi ha. Còn lại dàn ngoài áo thì áo quay thái luôn, tem zin áo quay thái, phục Showa, đèn ngạch xeo, cam Nova, vỏ Michelin, heo 81, đĩa TQ6, chá đèn, đồng hồ là Thân lên full hết. Đặc biệt cặp tay thắng luôn. Giờ yên hai tặng hay là những gì đó là không còn là vấn đề nữa nha các bạn. Rồi tiếp theo, nếu như mà anh em muốn chơi một con neo giá dễ chơi hơn nữa thì có thể chơi con này. Bữa giờ tư vấn khách nhiều quá, giờ cái giọng nó bị bể luôn anh em, giống như mới bể tiếng vậy. Con này là neo xăng cơ nha các bạn. Thân dọn lên cái mẫu này là mẫu áo FI209. Tất cả những chi tiết là Siken là theo bộ áo hết nha anh em. Thân có phối thêm một số cái điểm nhắn, ví dụ như chó đèn xi bắc 2 tầng ha. Phú quay lại gần cho anh em xem chó đèn xi bắc 2 tầng nha. Rồi xi nhan dưới là xi nhan cam. Đó. Mời anh em mình cùng xem ha. Chi tiết về phần chá đèn rồi xi nhan. Còn phía dàn chân thì Thân cũng là đi phong cách zin nha các bạn. Phong cách thì Thân dọn ở đây là Thân đi niền CM Goshi để quýt. Cũng là một con heo 81 một bít nha anh em. Đó. Heo 81 một bít. Xe này thì hiện tại Thân đang bán giá là 43 triệu. Còn lại full ốc là Thân sử dụng là ốc Salaya xé bịch hết nha anh em. Thân không có sử dụng tận dụng những cái con ốc hàng Light New nha. Hàng second hand là Thân không xài. Con này là full mới từ trong ra ngoài luôn, từ cây sườn ra luôn. Máy móc tất cả cái xe này là đều là bảo hành 1 năm hết nha anh em. Rồi, tiếp theo là cái chiếc xe Fu 2 này nữa. Fu 2 đợt này là Fu 2 xịn không anh em ơi. Con này cũng lại là một phiên bản full đồng hồ điện tử luôn nha anh em. Full đồng hồ điện tử, dàn chân thì cũng đi phong cách tương tự như cái chiếc xe bên kia. Nhưng mà Thân đi cái phong cách này để cho nó chỉnh chạc, trưởng thành hơn, trầm lắng hơn xíu nha anh em. Trầm lắng nhưng mà cái tông màu nó cũng là cái tông màu rất là trẻ nha các bạn. Áo đen
đen ánh xanh nha anh em. À, tem là tem cam, thân đang dọn lại mẫu quay thái nha các bạn. À, cổ bô titan này là thân mới làm trên anh Hoàng Thì ha. Cổ bô bô mới luôn nha anh em. Lóc thì thằng Sơn Tĩnh Điện ha, sườn lóc gấp phuộc Sơn Tĩnh Điện. Niền CM Goxi với vỏ quýt này là đúng đồ chính hãng của Thái luôn nha anh em. Ba gà Siken nè ha. Đây, đồng hồ điện tử nè. Cái con màu quạt thì thân đã phối cái công tắc nó màu vàng nha anh em, nhưng mà riêng cái con màu đen này thì thân phối công tắc màu đỏ ha. Anh em thấy không? Công tắc màu đỏ nè, cũng là đồng hồ điện tử nha anh em. Đây, đồng hồ điện tử nha. Còn về phần nội thất và sườn lóc gấp phuộc thì anh em cứ thoải mái test ha. À, xe thân là chơi full mới mà, à, không có khái niệm là chơi đồ xe cầm hand. Rồi, à, giá xe thì thân để lại cho anh em là với giá 42 triệu. Tất cả xe này là đều là hồ sơ cầm tay hết nha. Bạn nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ số điện thoại của mình. Đây, 0345678 hoặc là 0779145 nha, số điện thoại của thân. À, thân rất là cảm ơn quý khách hàng thời gian vừa qua đã tin tưởng theo dõi và ủng hộ cửa hàng của mình nha. Rồi, thân chúc anh em mình có một mùa xuân an lành nha. Rồi, xin chào cả nhà. Bye bye anh em.